thì lại cái bài gọi là lo những cái hành vi quan hệ không an toàn. Không kiểm soát nguồn thai thì có sự chuẩn bị đấy, nhưng mà mình không được tạo điều kiện để có sự chuẩn bị tốt đấy. Mình chưa chắc chắn rồi, tại vì không có được người chia sẻ. Và để tiếp đối diện với những cái thông tin, nếu như mà khi mà gia đình hơi bất lực một chút trong cái việc giáo dục giới tính cho con mình, thì họ lại cảm thấy là những cái thông tin mà con mình tìm hiểu từ sách báo. Thế là ai cũng có nhu cầu tìm hiểu về giáo dục tình dục. Và tiếp theo là chúng ta phải tự trang bị kiến thức về tình dục qua nhiều kênh khác nhau, và phải tự lựa chọn thông tin chính xác và phù hợp, và cuối cùng là tự chịu trách nhiệm về kiến thức về tình dục của bản thân. Cái việc ở đấy là cái khuôn viên sư phạm ấy, mình cũng không nên quá là khuyến khích các em là các em cứ tự do thể hiện. Tôi đồng ý là chúng tôi cấm tiền. Chính mình ấy, khi mà mình sẽ là người chọn lọc cái thông tin đầu tiên, và sau đấy cái bước tiếp theo đấy là mình chia sẻ ra những người xung quanh. Chẳng như là trong nhóm của bạn có một bạn biết thông tin này và chia sẻ ra người xung quanh, nhưng mà chắc gì cái thông tin đấy nó là một cái đến của một đáp tay 10, sau rồi xuống 8, sau 10, tiếp theo 11, 8, tiếp theo 11, 5, 11, 3, 21, đúng không? Giờ sẽ đến từ góc độ vậy là khó chứ nha. Từ đầu tiên là sẵn sàng cũng được. Sẵn sàng. Chị sẵn sàng. Chị muốn sẵn sàng. Xin chân thành cảm ơn các nhà báo đã đến tham dự và thông tin về hội nghị. Và lời cảm ơn có lẽ rất là đặc biệt là dành cho các muốn cha mẹ nói với con cái thì cha mẹ phải làm. Có một cái hoạt động rất phong phú gọi là Việt Pride để tiếp cận và sở dân sự đối với vấn đề giáo dục tình dục. Chương trình đào tạo đầu tiên và nó tương đối là bài bản, một khóa 10 ngày, mỗi năm là một lần. Chúng tôi cũng rất là mừng là trong cái hội nghị này thì được. Vâng, tôi thì chỉ xin nói thêm một ý nhỏ thôi, tại vì chị Quân đã vừa nói rồi. Ta cũng làm được rất nhiều và chúng tôi cho là cũng cố gắng để cho mọi người nhìn nhận ở cái góc độ phần người trong cái khía cạnh đó, cũng như là các cái giáo dục để làm thế nào cho nó có một cái văn hóa trong cái lĩnh vực đó. Nhưng mà thực sự để nói là giáo dục tình dục, rồi tất cả mọi người đều rất là kỳ thị đi qua, cũng nhìn cái điểm con cái đi vào thì cũng dám đi người trước và đi vào người sau, những người thiểu số, sức khỏe tình dục cho người cao tuổi. Chứng tỏ xã hội đã trưởng thành lên rất là nhiều. Xin ý kiến của chị Vân Anh. Tất nhiên là nó đi cùng với cái sự tiến bộ giáo dục tình dục, sự bảo đảm. Em có một số ý kiến đấy là một khoảng thời gian ngắn vừa qua, bởi vì là có thể thấy được là cái sự thay đổi ở Việt Nam nó chưa rõ ràng với cái việc cởi mở của thanh niên trong cái lối sống. Thông tin cần phải tiếp cận được với người không thể đọc. Các chương trình cần quan tâm đến những thanh niên. Phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS. Giới trẻ cần được tạo cơ hội để thẳng thắn đề cập đến những vấn đề về giới tính, tình dục. Chương trình nghiên cứu quốc gia riêng về sức khỏe, sinh sản, tình dục của người khuyết tật, và đồng thời cũng cần được đưa vào nghiên cứu quốc gia chung về sức khỏe, sinh sản, tình dục, HIV. Thì không còn chần chừ gì nữa, bây giờ sân chơi này là của các bạn ạ. À.
chẳng cần lo lắng, cười lên. Thì đã rất là khổ sở và gặp nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù vậy thì chúng tôi cũng đã thực sự là cố gắng để mà được đến trường, để ra ngoài xã hội và để làm việc với bản thân người khuyết tật. Chúng ta luôn có những sự mặc cảm về cái hình dáng của mình này. Với gia đình thì bố mẹ chúng ta luôn nghĩ rằng gia đình mình có một cái người khuyết tật đã là quá đủ rồi, bây giờ lấy thêm một cái người khuyết tật về nhà nữa thì sẽ là gánh nặng gấp đôi. Khi mà chúng ta yêu một cái người bình thường thì gia đình lại ngăn cản rất là lớn, bởi vì là xã hội và cả gia đình chúng ta thì vẫn thấy rằng là cái gánh nặng về để trở thành một cái người mẹ, một cái người vợ. Đến là một đoạn phim đến trưa thì cho